Xin chào, mình tên là Kim Chi, năm nay mình 26 tuổi và hiện tại mình đang làm người mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong rất là nhiều bộ môn của trung tâm California Fitness and Yoga, Chi lại quyết định chọn yoga bởi vì là những cái người mình tiếp xúc mà họ có một cái thần thái trẻ tràn đầy năng lượng thì hỏi ra đa số họ đều là một tín đồ yoga lâu năm. Sau một năm tập luyện, Chi cảm thấy là sức khỏe của mình đã được cải thiện rất là rõ rệt. Tinh thần của mình lúc nào cũng cảm thấy rất là sảng khoái. Rất ít khi mình bị ốm vặt và bị mệt không lý do. Thật ra trước lúc đến với yoga, khi mà Chi khám sức khỏe tổng quát cách đây một năm, mặc dù mình rất là gầy như này nhưng mình lại bị máu nhiễm mỡ. Và bác sĩ có nói là Chi vừa phải tập luyện, vừa phải ăn kiêng theo chế độ. Tuy nhiên thì lúc đó Chi vẫn rất là lười và Chi chỉ ăn kiêng thôi và không có tập luyện gì hết. Và sau 3 tháng ăn kiêng nghiêm ngặt thì mình đi khám sức khỏe lại thì cái mức máu nhiễm mỡ nó vẫn không giảm đi một tí nào. Và lúc đó là lúc Chi quyết định tập yoga. Và một cái kết quả không thể ngờ đến là sau khi mà một năm Chi tập luyện, máu nhiễm mỡ đã trở về trạng thái bình thường. Ngoài những lợi ích về sức khỏe thì như mọi người cũng biết, như Chi vừa giới thiệu là Chi là người mẫu. Và người mẫu thì thường xuyên phải di chuyển trên giày cao gót, cho nên nó dẫn đến tình trạng là mình rất hay bị mỏi lưng và bị căng cơ ở chân. Và khi mà mình tập yoga thì yoga có một cái tác dụng rất lớn đấy, làm cho mình cái khả năng cân bằng của mình rất là tốt. Dáng người Chi cảm thấy cũng thẳng hơn và khi mà mình đi mình cảm giác mình bước trên đôi guốc nó cũng vững hơn và thoải mái hơn. Chi tin là tất cả các cô gái thì ai cũng đều mong mình trẻ và đẹp. Và để có thể trẻ đẹp từ bên trong thì chắc chắn mình phải có một sức khỏe tốt. Chỉ có yoga mới có thể đem lại cho mình cái điều đó. Chi nghĩ là những cô gái nào mà vẫn còn đang lười thì hãy đến California Fitness and Yoga chúng ta thử tập ít nhất là 1 tháng.